Sống khỏe mỗi ngày rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả. Quý vị thân mến, với đặc điểm là cơ quan trong hệ tiết niệu, có chức năng chính là tạo thành và bài xuất nước tiểu, thải độc khỏi cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh và duy trì sự sống. Nhắc đến đây, chắc hẳn quý vị cũng đã đoán được đó là bộ phận nào rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là thận, máy lọc thải độc của cơ thể con người. Cùng với nhịp sống hiện đại và phát triển, con người đang dần quên đi việc cơ bản nhất, đó là chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho mọi người gặp vấn đề về thận như bệnh tiểu đường, huyết áp cao, béo phì, hút thuốc, yếu tố tuổi tác, đặc biệt là thực phẩm ăn uống hàng ngày ảnh hưởng đến thận. Khi mắc bệnh thận, cần có chế độ ăn kiêng, đặc biệt là hạn chế natri và phốt pho. Làm thế nào để thận được khỏe mạnh sẽ có rất nhiều cách khác nhau, nhưng có lẽ cách đơn giản và thuận tiện nhất chính là nhờ các thực phẩm mà chúng ta ăn uống hàng ngày. Ngày hôm nay, hãy bổ sung vào khẩu phần ăn 8 loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược quý cho thận. Cụ thể đó là những loại nào? Mời quý vị cùng theo dõi! Quý vị thân mến, nhiều người luôn quan niệm rằng chức năng chính của thận đó là lọc máu và đưa chất thải ra ngoài cơ thể. Nhưng thực tế, chức năng của thận còn nhiều hơn như vậy. Thận có chức năng tạo và bài tiết nước tiểu, điều hòa huyết áp, chống đông máu, giúp chúng ta hấp thụ tối đa lượng vitamin nạp vào cơ thể. Vậy nên, nếu như chúng ta không chăm sóc tốt cho thận, thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hãy thử bổ sung 8 loại thực phẩm đại bổ thận sau đây. 1. Súp lơ. Đây là loại rau được nhiều người ưa thích. Thế nhưng, còn tuyệt vời hơn khi đây chính là loại thực phẩm cực tốt cho thận. Súp lơ xanh có nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin C, K, vitamin B, folate giúp giảm huyết áp, cân bằng lượng đường trong máu và giảm căng thẳng cho thận. Ngoài ra, trong súp lơ đầy đủ các hợp chất chống viêm như indoles, dầu chất xơ, ít kali, những người bệnh thận mãn tính nên ăn. Ăn súp nấu từ súp lơ còn giúp bồi bổ, phục hồi sức khỏe và tăng cường đề kháng. 2. Bắp cải. Bắp cải được xem là lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn của nhiều gia đình. Bắp cải, thực phẩm rẻ tiền và là món ăn tuyệt vời cho bữa ăn của bạn bởi trong bắp cải giàu vitamin K và C, chất xơ, vitamin B6, axit folic nhưng lại có lượng kali thấp. Bắp cải có chứa các hợp chất hóa học có thể phá vỡ các gốc tự do trong cơ thể, giúp phòng chống ung thư, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tất cả các loại cải đều có tác dụng phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất được xác định từ bắp cải. Nếu ăn bắp cải một tuần một lần, có thể giảm 70% xác suất bị ung thư ruột. Nếu 2 tuần một lần, sẽ giảm được 40%. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy người thường xuyên ăn bắp cải có thể phòng ngừa ung thư dạ dày, ruột, giảm tỷ lệ ung thư thanh quản, phổi, thực quản, bằng quang, tiền liệt tuyến, hậu môn. 3. Tỏi. Thận của bạn có khỏe mạnh hay không phụ thuộc chính vào chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn không giỏi trong việc nhận biết cơ thể của mình cần gì, hãy chắc chắn rằng trong chế độ ăn uống luôn kèm theo một củ tỏi. Tỏi là nguyên liệu quen thuộc trong mọi gian bếp của mỗi nhà, được xem là bài thuốc giúp bồi bổ thận hiệu quả. Theo nghiên cứu, trung bình cứ một củ tỏi có chứa 1mg natri, 12mg kali, 4g, 4mg phốt pho. Không chỉ được biết đến với tác dụng tăng cường sức đề kháng, tỏi còn có tác dụng hạ đường, hạ lượng cholesterol trong cơ thể để hạn chế viêm nhiễm tại thận. Tỏi chứa allicin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Cả hai đều có thể có lợi cho thận và huyết áp. 4. Hành tây. Một thực phẩm làm gia vị phổ biến là hành tây. Hành tây có đầy đủ các chất flavonoid, đặc biệt là quercetin. Flavonoid là các chất tự nhiên ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu. Quercetin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm nguy cơ bệnh tim, bảo vệ, chống lại nhiều dạng ung thư. Cũng có đặc tính là chống viêm. Hành tây cũng chứa chrome, một loại khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein, carbon hydrate, có thể ăn sống hoặc nấu chín hành tây khi chế biến. 5. Nghệ và gừng. Không chỉ là một loại gia vị phổ biến, có thể chế biến vô số món ăn đa dạng như là nướng, xay bột gừng, thêm vào món nấu
hay nước ép, mà thực phẩm này còn mang tới tác dụng tốt trong làm sạch thận, đồng thời giảm buồn nôn, giảm đau, say tàu xe, chán ăn. Bên cạnh gừng thì củ nghệ có khả năng kháng viêm rất tốt bởi nó có chứa chất curcumin, cung cấp đặc tính chống viêm. Nó cũng có lợi cho việc chống lại bệnh thận và nguy cơ mắc sỏi thận. Đừng quên thêm nghệ vào cơm, cà ri, món hầm hoặc thậm chí cho nó vào một ly sinh tố. 6. Ớt chuông đỏ. Trong các thực phẩm trả lời cho câu hỏi ăn gì bổ thận thì chắc chắn phải kể đến là ớt chuông. Ớt chuông có chứa nhiều vitamin A, C, B6, chất xơ, hàm lượng natri và kali đáng kể. Đặc biệt, trong ớt chuông có một thành phần cực kỳ quan trọng, đó là chất lycopene, là chất có khả năng chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả. Do vậy, người bị thận yếu nên bổ sung nhiều ớt chuông trong bữa ăn hàng ngày để có thể mang tới hiệu quả tốt trong việc chữa trị bệnh. 7. Bí ngô. Bí ngô không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn là bài thuốc hiệu quả cho người thận yếu, giúp bổ thận cường dương. Trong bí ngô có hàm lượng tinh bột cao, đồng thời chỉ số đường huyết thấp nên là lựa chọn hàng đầu của những người thận yếu. Vì ăn vào không làm tăng lượng đường có trong máu, từ đó quá trình lọc ở thận diễn ra cũng dễ dàng hơn. 8. Táo. Có người nói rằng bạn sẽ không phải gặp bác sĩ nếu như mỗi ngày ăn một trái táo. Sở dĩ có ý kiến như trên là vì trong táo có chứa đầy đủ chất xơ, giúp hấp thụ độc tố, giúp thực hiện tốt công việc làm sạch thận của bạn. Táo cũng có thể làm giảm viêm trong cơ thể và hỗ trợ đường tiêu hóa vận hành trơn tru. 9. Nước chanh. Nếu bạn muốn tìm một loại thực phẩm không chỉ làm sạch thận mà còn ngăn chặn các bệnh thận khác, hãy thêm vào danh sách ưa thích một quả chanh nhỏ bé. Nước chanh ngăn chặn sỏi thận hình thành. Hình thành một thói quen uống nước chanh có thể thanh lọc cơ thể đặc biệt dễ dàng. Uống cốc nước ấm hòa với 4 quả chanh mỗi ngày sẽ giảm tối đa khả năng kết sỏi trong thận. Quý vị thân mến, thật không sai khi nói rằng thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày phản ánh phần lớn đến sức khỏe của chúng ta, phải không ạ? Được mệnh danh là nhà máy lọc máu tự nhiên trong cơ thể, đồng thời các chất thải và chất độc hại sẽ theo niệu quản được dẫn đến bàng quang và thải ra ngoài qua đường nước tiểu. Thận luôn cần sự chăm sóc đặc biệt của chúng ta. Bên cạnh những loại thực phẩm được mệnh danh là bổ thận thì cũng có những thực phẩm là kẻ thù của thận. Điều đáng nói là chúng ta còn vô tư sử dụng chúng mà không hề hay biết. Hãy cùng với Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu về những loại thực phẩm đó và xem chúng có đang xuất hiện trong nhà của bạn không nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. 1. Đồ uống giải khát. Đây có lẽ là loại nước được rất nhiều người yêu thích bởi vị ngọt lại có những chất dẫn vị khiến chúng ta càng uống lại càng cảm thấy thèm nhiều hơn. Nhưng khoan, hãy tiếp tục sử dụng chúng bởi tôi tin sau khi nghe xong, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy rợn người. Mức độ pH bình thường của cơ thể con người là 7,2. Tuy nhiên, nhiều loại đồ uống có độ axit tương đối cao. Uống trong thời gian dài sẽ phá vỡ nồng độ pH cân bằng trong cơ thể. Hơn nữa, vì thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết độ pH trong cơ thể. Bởi vậy, thói quen uống quá nhiều nước tăng lực, nước giải khát, đồ uống có ga sẽ làm tăng gánh nặng đối với cơ quan này. Lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý. 2. Trà đặc. Trước đây, bố tôi thường xuyên uống trà đặc vào buổi tối bởi ông cho rằng cách nào làm ông có thể tỉnh táo, làm việc hơn. Nhưng sau thời gian này, khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ yêu cầu bố tôi dừng thói quen. Nguyên nhân chính từ chén trà đặc mà bố tôi dùng hàng ngày. Caffeine trong trà có tác dụng làm hưng phấn trung khu thần kinh, mang lại cảm giác tỉnh táo, minh mẫn cho người uống. Tuy nhiên, trà cũng chứa hàm lượng flor cao. Trong khi đó, thận lại là cơ quan giữ vai trò chủ đạo trong việc bài tiết. Bởi vậy, uống quá nhiều trà đặc có thể khiến cho lượng flor vượt quá khả năng bài tiết của thận, lắng đọng trong cơ thể, dễ gây ra nhiều nguy hại đối với thận nói riêng và cơ thể nói chung. Caffeine cũng kích thích lưu lượng máu và do đó làm tăng huyết áp. Một lần nữa, không phải là vấn đề nếu bạn có huyết áp bình thường, nhưng đây sẽ là điều bạn cần để ý nếu như bị huyết áp cao. 3. Thức ăn mặn, muối. Trong cuộc sống, có không ít người sở hữu khẩu vị nặng cùng những thói quen ẩm thực như là ăn cay, ăn mặn. Trong số đó, ăn mặn
là một trong nhiều nguyên nhân hàng đầu gây hại đối với thận. Natri hoạt động kết hợp cùng với kali để duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Điều này rất quan trọng để thận thực hiện tốt chức năng. Nhưng hầu hết chúng ta có quá nhiều natri trong chế độ ăn, cho dù có không rắc thêm muối tại bàn. Các sản phẩm chế biến sẵn thường có chứa nhiều muối hơn bạn tưởng. Quá nhiều natri sẽ làm cho thận phải giữ nước để pha loãng muối trong máu, gây ảnh hưởng nặng, tạo ra gánh nặng không đáng có cho thận. Thói quen ăn mặn lâu dài làm tăng huyết áp và thực sự có thể gây hại cho cầu thận. Cấu trúc hiển vi có chức năng lọc chất thải. Hãy ăn thực phẩm tươi càng nhiều càng tốt để kiểm soát lượng muối. Đặc biệt, những món như dưa muối, cà muối thường giải phóng ra rất nhiều muối trong quá trình tẩm ướp, chế biến. Ăn liên tục trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp hoặc khiến cho thận không thể duy trì thể tích máu bình thường. 4. Thịt. Bạn có thể rất ngạc nhiên khi thấy thịt xuất hiện trong danh sách thực phẩm hại thận, đúng không nào? Thịt có chứa một lượng protein đáng kể. Protein rất quan trọng đối với quá trình tăng trưởng và sức khỏe của cơ bắp, nhưng chuyển hóa nó là một trong những công việc khó khăn nhất mà thận phải làm. Một chế độ ăn giàu protein từ động vật cũng làm tăng nguy cơ sỏi thận. Vì những lý do như trên, chế độ ăn giàu protein không được khuyến nghị dành cho những người mắc bệnh thận. Thịt, đặc biệt là thịt nội tạng như là gan, cũng có nồng độ purin cao. Purin kích thích sản xuất axit uric, một chất thải thường được thận xử lý. Quá nhiều sẽ là quá sức và có thể gây ra sỏi thận. 5. Đường nhân tạo. Nếu bạn đang dựa vào đường nhân tạo trong nỗ lực giảm lượng đường tiêu thụ, thì thực ra bạn không làm được gì cho cơ thể. Tuy rằng các ý kiến còn chưa thống nhất về độ an toàn chung của những chất thay thế đường này, song chúng ta cũng biết rằng chỉ cần 2 lon soda ăn kiêng mỗi ngày có thể gây suy giảm chức năng thận. Một số nghiên cứu đã kết luận rằng những người sử dụng đường nhân tạo trong đồ uống không thực sự hấp thu ít đường hơn. Nhưng nếu bạn vẫn muốn sử dụng chất thay thế đường, thì stevia đó là lựa chọn tốt nhất cho bạn. 6. Quả bơ. Chúng ta biết rằng chất béo trong quả bơ đó là loại chất béo tốt. Tuy nhiên, quả bơ cũng chứa nhiều kali, là chất kiểm soát chất lỏng, cân bằng điện giải và độ pH. Thận dựa vào sự cân bằng hợp lý giữa kali và natri để thực hiện công việc của mình đúng cách. Quá nhiều một trong hai chất có thể gây ra những rắc rối. Tăng kali máu xảy ra ở những người mắc bệnh thận tiến triển. Nó thường gây ra cảm giác buồn nôn, yếu, tê, nhịp tim chậm. Rất may là bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về quả bơ hoặc kali nếu bạn không có bệnh thận từ trước. Hầu hết chúng ta không nhận được đủ kali trong chế độ ăn uống hàng ngày. 7. Các sản phẩm từ sữa. Các sản phẩm từ sữa bao gồm sữa, phô mai, sữa chua có chứa nhiều canxi và làm tăng mức canxi trong nước tiểu. Điều này được liên hệ với nguy cơ sỏi thận cao hơn. Đối với những người đã bị bệnh thận, việc giảm tiêu thụ sữa được thấy là giúp cho việc lọc của thận thực hiện dễ dàng hơn. Điều này có thể trì hoãn sự cần thiết phải lọc máu. Bơ là một sản phẩm sữa có nhiều chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Thật không may, bệnh tim là một yếu tố nguy cơ chính của bệnh thận và bệnh thận cũng có những nguy cơ tương tự đối với tim. Hãy chuyển sang dầu ô liu hoặc rắc kèm gia vị từ thảo mộc lên bánh mì và rau thay thế để giảm sự phụ thuộc vào bơ. Mỗi loại thực phẩm và phụ gia thực phẩm trong danh sách kể trên tốt nhất ăn ở mức độ vừa phải vì gánh nặng mà chúng đặt lên thận. Và bởi vì thận đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc của cơ thể, nên việc chăm sóc thận trong khi bạn có thể luôn là điều rất tốt. Bạn có thể chăm sóc thận bằng những phương pháp đơn giản sau đây. Hạn chế tiêu thụ quá nhiều phốt pho. Hạn chế uống nước ngọt, nước có ga, thực phẩm chế biến sẵn bởi nhóm thực phẩm này thường có chứa nhiều phốt pho. Sử dụng nhiều sẽ khiến phốt pho tích tụ, gây ra vấn đề về xương, rối loạn chức năng hoạt động của tim, vừa hóa các mô hại thận. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nên tăng cường trái cây, rau xanh trong bữa ăn, hạn chế ăn nhiều thực phẩm giàu calo, đủ mặn để giảm tải khối lượng công việc cho thận. Duy trì lượng đường huyết ổn định. Nhiều bệnh nhân tiểu đường chịu đựng thêm sự đau đớn của bệnh thận. Do vậy, nếu mắc tiểu đường, bạn nên chú ý tới sức khỏe,
thường xuyên kiểm tra chức năng của thận. Nếu không, lượng đường quá lớn có thể dẫn tới suy thận, cần phải chạy thận, thậm chí phải giải phẫu, cấy ghép thận. Tăng cường hoạt động thể chất. Lười vận động dễ khiến cho chứng huyết áp cao, bệnh tim, béo phì, tiểu đường ghé thăm bạn. Để ngăn ngừa những rủi ro này, các chuyên gia khuyên rằng tốt nhất nên tập luyện mỗi ngày chừng 30 phút. Đối với những người có chức năng thận yếu, cần phải chú ý vấn đề dinh dưỡng. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng, đối với những người bị yếu thận, nên tăng cường thực phẩm, dầu chất, chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Quý vị thân mến, thận quan trọng như vậy, nhưng dường như nhiều người còn rất chủ quan trong việc chăm sóc và bảo vệ thận. Đừng để thận bị tổn thương mới lo chạy chữa. Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ thận của bạn luôn khỏe mạnh. Sau khi xem xong video này của Sống Khỏe Mỗi Ngày, quý vị hãy kiểm tra để bổ sung cho gia đình mình những loại thực phẩm tốt cho thận, đồng thời hãy loại bỏ ngay những kẻ thù cho thận mà chúng tôi đã kể trên nhé. Nếu cần sự giải đáp hay tư vấn, hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị bằng cách ấn yêu thích video và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.